tụi mình đi đổ nước ha. Trong mùa dịch thì tụi mình không có mua được nước, cho nên tụi mình đi đổ nước cái kiểu cái water này mấy bạn. I water này. Đó, bây giờ bạn mình đi đổ nước, bây giờ mình tới ha. Thì nước đây là 24 hour hả, ở ngoài. Thì cái tiệm nước này cũng tiệm này đóng cửa mấy bạn. Mình đi. Ha. Cũng sorry we close. In the paper. Thì tụi mình tụi mình bỏ trong tiền cắt á mấy bạn. Bây giờ chuẩn bị đổ nước vào. Thì đây là cái cách tụi mình đổ nước. Đây là 30 cent cho một gallon này mấy bạn. Trời bên ngoài hơi lạnh. Tụi mình đi đổ nước nè. Thì tụi mình có 3 cái bồn như thế này. Tụi mình có 3 cái bồn như thế này. Thì khi mình sử dụng hết thì mình chỉ tới đây mình chỉ phiêu nước thôi. Thông thường thì mình sẽ vào trong, nhưng mà bữa nay là họ đóng cửa rồi. Đó, cho nên là tụi mình làm cái như thế này ha. Mình phiêu vào, mình đổ tiền cắt vào á. Đó, mọi người thấy không? Cũng không cần mình lấy nước tụi mình đổ nữa. Bạn mình đang tìm tiền cắt á, bỏ vào trong cái machine này nè. Cứ hết nước rồi mình cứ phiêu vào mình. Một 30 cent.